Rồi chào anh em, hôm nay thử nghiệm màn hình Tomco 22 inch ha, chơi liên quân anh em nha, cho like nè, VIP chưa? À, và còn rất là nhiều tính năng, đây, đang vô nè ha. Chào mừng tới Liên Quân Mobile. Đấy. Phe ta đang bị tấn công, bảo vệ trụ nào. Bạn thử điều khiển con cỏ để di chuyển xem, đi theo dịch chỉ dẫn. Mới đăng nhập lần đầu nó sẽ hướng dẫn anh em nha. Đó. Bấm đánh thường để tấn công đặc tốt lắm, đi theo dịch chỉ dẫn nào. Mở cho em mức rồi con nam. Hãy thử chủ YouTube này xem. Quá tuyệt vời. Bạn đã lên cấp 2 rồi, học thêm kỹ năng mới nào. Ok cho anh em. Màn hình Tomco 22 inch chơi liên quân ha. Tướng địch ở phía trước, chuẩn bị tinh thần thôi. Trang bị sẽ gia tăng sức mạnh của bạn. You become much stronger. Now attack the enemy. Chơi liên quân rất là mượt anh em nha, mượt được luôn, không có bị lắc, không bị giật hành luôn nha. Ok chưa? Bấm hồi máu để chữa trị bản thân. Đây là trụ phòng thủ của địch. Đây là nhà chính của kẻ địch. Phá hủy nó là thắng. Đánh cái trụ này nào. Đó, anh em thấy hiệu năng của nó rất là tốt ha. Chơi không lắc giật. Mấy cái cảm nặng này giống như thế này nè. Thường thì máy nó yếu là sẽ giật, sẽ lắc anh em nha. Con này còn rất là mượt ha. Vô cái phần mà mình chiếu em play đi. Đó, cái tính năng nữa em nha, tính năng nữa đây. Rồi chúng ta đang có iPhone ha. Đó, đây nè. Chúng ta muốn chiếu màn hình lên ha, là ta xài AirPlay nha, không phải là chiếu bình thường em nha. Đó, đang chiếu bằng AirPlay không dây nè em nha, từ điện thoại qua ha, thấy không? Đó. Đấy. Đó. Chiếu nó rất là mượt nha. Em chào anh em chào các bạn. Tiếp tục thì đấy. Chiếu AirPlay lên nó giống như một cái màn hình TV thông minh luôn, mình có thể chiếu luôn nha, chiếu bằng AirPlay nha, không phải chiếu bằng hay cứ chiếu giống TV bình thường mình đâu. Rồi ví dụ người ta thoát về menu chính đó, rồi bây giờ mình sẽ còn thêm một cái tính năng nữa là cắm cáp, nó còn tính năng cắm cáp nữa nè nha. Rồi cắm cáp thì một cổng, nếu mà iPhone chúng ta sẽ là một cổng Lightning và một cổng Type-C ha. À, thay xì chúng ta sẽ cắm lên màn hình. Đó. Để đứng lên nha. Rồi, đang hình ảnh đấy. Rồi. Đây chưa thoát kìa, mình thoát đây. Cắm vào nó tự động sẽ nó nhận cái giao diện cho điện thoại luôn. Thấy không? Ok chưa? Đó, sạc pin luôn. Sạc pin ngược cho con này nó mới ghê chứ. Ngược cho cái điện thoại, đấy. Đây, đó. Rồi khi mà ta livestream ha, livestream bằng điện thoại mà để đọc cái tin nhắn mà cho nó bự trên cái điện thoại, chúng ta sẽ cắm qua con này để nhìn cho nó dễ trả lời cho khách hàng hơn. Anh em thấy không?
đó, live stream rất là tuyệt vời đó. Chúng ta đang live stream bằng điện thoại thì ta để bên một cây và để cái con này lên như thế này để cho màn hình nó động, khi mà tin nhắn nó chạy màn hình này đọc đã đọc không kịp vì nó nhỏ, này nó bự, chúng ta sẽ đọc rất là nhanh rồi. Và tính năng cuối cùng là tính năng hôm nay em sẽ cài cho nên một cái phần mềm đó, phần mềm là không quảng cáo nha. Đây nó đang còn trong game ha, chạy tác vụ rất là ok nè, rút lên luôn, xóa luôn đó. Rồi anh em, nếu mà anh em mua hàng bên em, anh em muốn để nguyên siêu thì để, còn không để nguyên siêu muốn em cài một cái ứng dụng gọi là tắt quảng cáo hoàn toàn 100% anh em nhé. Đây, đây em sẽ cài cho em một cái ứng dụng sẵn luôn nha, không phải là cốc cốc nữa, cốc cốc gì nó hơi nặng, con này là em cài là như một cái YouTube chúng ta đó, bao anh em là không quảng cáo luôn, và không quảng cáo ở chế độ là như một cái YouTube, gọi là độ phân giải nó cao có này, đầy đủ ha, như YouTube mà nó là không có bị quảng cáo nha. Đây là chạy file 4K này, rất đẹp một đó, chứ phải cài vô có cái sẽ không được set chế độ cao được anh em nha. Đó con này thấp nè đó. Đó con này, con này cái phim này là full HD chạy rất là mượt ha. Đấy 4K có những cái mà chúng ta cài vào chúng ta không set được 4K anh em nha, mà thực ra chúng ta không có nên set cao, tại set cho anh em thấy đây à, độ giả lên cao múc ha đó. Nhưng mà con này là full HD nó rất là đẹp rồi, anh em nên để chế độ HD thôi. Rồi chúng ta vừa rồi đang chạy 4K nè đó, không 216B ha, 216B ok chưa. Rồi đó để 1080 mà đẹp à. À, chơi phân giải cao anh em, mạng anh em phải đảm bảo được là nó phải đủ mượt anh em nha. À, còn mấy cái này này, bao anh em là không có một miếng quảng cáo nào chen ở đầu ở cuối ở giữa gì hết nha, rất là mượt. Chưa? Chơi cái này thì anh em hát karaoke là không có sợ quảng cáo, không có sợ mà mất hứng đang lên cao trào cái nhảy quảng cáo là nóng nóng điên người với nó luôn anh em. Đó. Anh em chơi màn hình này tuyệt vời. À, chạy rất mượt à, cái phần mềm là đi trực tiếp, còn chúng ta hôm trước em cài cho anh em tạm thời là cốc cốc để anh em mới biết đấy, thì nó vẫn bị một cái chặn á, còn này nó không chặn, nó ngắt từ đầu luôn. Đấy anh em thấy mượt chưa. Rồi với màn hình màu đen là 6.800.000 anh em nha, chuyển khoản đổi em bao ship, màu trắng là 7.000.000 anh em, màu trắng là 7.000.000 ha, 22 inch nha, 22 inch, chạy Android 12 chấm, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB ha, đó, đầy đủ mọi tác vụ tính năng. Rồi nếu như anh em mà muốn thêm một cái camera để anh em livestream, để anh em gọi video call á, để mua một cái webcam ha, có cổng hai xi cắm vào là chơi y như một con điện thoại rồi. Hôm nay là chủ yếu test cái các cái tính năng cho anh em cần thiết ha. Em đang để cái loa của màn hình luôn nha. Rất là mượt, bấm này, không quảng cáo một miếng nào đâu nha. Mà rất là mượt nha. Chưa, rất là mượt ha. Rồi ok, chào anh em nhé. Anh em nào yêu màn hình Tomco để chơi Tết này, hát karaoke gia đình này, có thể lôi từ phòng ngoài vào phòng ngủ để xem phim, hai vợ chồng xem phim là hú hí là vô tư luôn em nha. Đấy. Rồi em chào anh em nhé. Anh em nào yêu thì gọi ngay cho em ha.